tiếng chim hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. À, cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok. Đây rồi này. Đồ của mình. Oh, chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Eo, em thắng vòng này Annie ạ. Ồ, yay. Chào em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Quay bánh xe nào. Cho em quay đi ạ, em là khách mà. Ý tưởng của cô. Thả ra nhanh, dừng lại. Vỡ đấy nhá. Ôi trời, nhìn kìa. Chắc là chúng ta sẽ vẽ hoa hồng. Gì kìa? Các quý cô, ta có một bông hồng cho hai người đẹp đây. Ờ, ngượng quá. Ta xin cúi mình trước vẻ đẹp của hai nàng. Arr, em thích anh. Hãy bắt đầu thử thách nhá. Chờ mãi. Ôi trời ơi, tém tém lại đi. Thế này chắc là khó tập trung lắm đây. Cảm giác như em đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Ai cũng nói vậy đấy. Diêm ép trông manly chết đi được. Thật đấy hả? Cô ơi, nào. Cô có nhớ mình đang thi không? Đúng rồi. Trông không giống hoa hồng lắm nhở. Nhưng mà đã có cách rồi. Mình sẽ vẽ vài hình tam giác vào trong trái tim giống như cánh hoa vậy. Giờ thì vẽ nốt bông hoa hồng. Trông ổn đó chứ. Giờ thì vẽ lá nè. Cả cành nữa chứ. Cô hoàn thành rồi. Cũng ra gì vào này nọ đấy. Được, của em đây. Kiểu tối giản hóa. Anh thấy sao nào? Anh thích đúng không? Đẹp lắm. Em thắng. Yes, biết ngay mà. Phần thưởng là gì? Anh hả? Em sẽ nâng niu cành hồng này. Thơm ngào ngạt luôn. Hiển nhiên là thầy ấy sẽ chọn cô rồi. Em chỉ ghen tị thôi. Ok, thử thách đầu tiên này. Không biết là gì ta. Cún con cute hột me quá đi. Tụi mình nuôi ẻm nha. Ok, chúng tủ mị rồi. Tớ thấy họa sĩ hay giơ tay ra thế này. Chả biết tại sao nhưng ngầu phết. Em cún này sao nhỏ thế nhở? Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Hả, tớ cũng có tay này, làm thế ghê. À, hiểu rồi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ vẽ quanh bàn tay. Cậu làm gì thế cái? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình sẽ đặt tay lên giấy như thế này. Rồi vẽ xung quanh tay nè. Giờ làm nó giống như một chú cún hơn nhá. Chút lông, mắt tròn xoe dễ thương và chiếc mũi. Giờ tô màu nữa mọi người. Nhìn hơi bị ổn áp luôn. Nhớ tô cẩn thận nhá. Sắp xong rồi này. Đấy, nhìn cung xỉu luôn đấy. Tự hào quá đi. Mình sẽ gọi em là Lucky. Nhìn hơi bị được đấy cái. Ý là của tớ cũng xinh nhưng... Wow, cô cố gắng đấy bạn yêu. Ai thắng nhở? Yay! Coi kìa gái, có gì sáng rỡ luôn. Bánh quy đấy, thích ghê. Bánh có hình cục xương, hay thật. Tớ thích mấy thứ chó mèo lắm. Muốn thử quá đi mất. Khoan đã, bánh quy, xương cún. Khoan!
ăn, không phải bánh cho cậu đâu. Ngon lành cảnh đảo luôn, cho tớ xin công thức với. Ờ, sao mà thổn nhanh thế không biết, sao vậy? Tô bánh này là cho bé cún đó mà. Sao cậu không la lên sớm hơn? Nghiệp quật đấy gái. Nào, lại đây bé ơi, có quà cho em này, lại đây. Ồ, cún cưng ngoan thế nhở, thương em quá đi, yêu ghê. Chụp ảnh nãy giờ chắc em đói lắm rồi. Em đúng là thông minh mà. Ăn đi bé, bánh của em đây. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi. Và cô biết cách bắt đầu đó. Và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ. Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này. Và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này. Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cổ cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Không biết tiếp theo là gì nhỉ. Từ từ đã, để cô quay bánh xe. Nó sẽ dừng ở đâu đây? Một chú chim nhỏ, cưng quá đi thôi. Nào nào, vẽ đi. Vâng vâng, mình đâu giỏi vẽ bằng sơn. Nhưng cứ thử xem sao. Em phải tưởng tượng là mình ở giữa thiên nhiên. Đó chính là bí quyết. Màu đỏ này là chuẩn. Ôi trời, đúng là thảm họa mà. Thế này còn ghê hơn nữa. Đỏ lòm cái tay rồi. Trong tình huống này thì chỉ có trả thù thôi. Không, xem em làm gì đi. Ai bảo cô lấy tờ giấy ra cơ? Cô nhìn này, lỗi của cô chắc. Không. Khoan đã. Trò phá hoại vô bổ đó đã mang đến một ý tưởng. Chắc ổn nè. Cô sẽ chấm sơn đen ở đây. Và vẽ cái mỏ. Và cái chân. Trông nó bắt đầu giống chim rồi. Đó, một chú chim nhỏ xinh. Nhờ em góp chút sức đó. Gian lận nha. Nhưng đẹp lắm ạ. Của em không đẹp bằng đâu. Cho cô xem nào. Dạ, nếu cô muốn. Chiến thắng đã rõ rồi. Yes. Xin chào bạn nhỏ. Cảm giác giống như công chúa hoạt hình nhá. Wow. Cho em nựng nhá. Nào nào, cái tay. Tự kiếm mà chơi. Cứ tưởng mình đặc biệt lắm ạ. Bé cưng của mẹ ơi, đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn.
Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thể nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha, đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em, Annie ơi. Cái gì? Không vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi, cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bắt công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật đã. Em xin. Vòng tiếp theo đây, cô sẽ cho em biết mùi. Ui, bình tĩnh. Nhìn cô nghiêm túc trong việc vẽ. Xoay bánh xe nào. Cảm thấy may mắn sao? Thú vị đó. Ui giời, cứ tưởng đây là thử thách chứ. Không hiểu mình đang làm gì nữa. Đừng tự tin thái quá. Bắt tay vào vẽ thôi. Không biết Luna đang làm gì nhỏ. Đừng có gian lận nữa. Cô thấy bụi thôi mà. Nè, tiếp tục đi. Bụi, hay lắm. Mình sẽ vẽ chữ Y đầu tiên. Giờ thì vẽ ngón tay nè. Một ngón tay nữa nè. Và hoàn thành bàn tay. Cuối cùng là trái tim. Xong rồi. Trông khá là chính xác đấy. Cô thấy sao ạ? Trông cũng tạm thôi. Còn đây là của cô. Chắc vòng này em thắng rồi. Yes! Xứng đáng mà. Hả? Còn có phần thưởng hả? Luna, cho phép anh nhé. Lãng mạn quá đi mất. Nhưng cô đơn quá đi. Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Các cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ. Mình có kế hoạch rồi. Để coi. Cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyệt. Giúp tớ một tay nha bố. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie? Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời. Quá đẹp. Cô đang vẽ cái gì vậy? Là quà cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này. Thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Sẵn sàng chưa các thanh niên? Hey. Woo. Dễ thương quá. Nó còn mặc áo len nhỏ xíu nữa. Nó sẽ là nàng thơ của các bạn. Sẵn sàng chưa? Vẽ thôi. Được rồi, để xem nào. Phải làm cho đúng mới được. Mày nhớ ở yên nhé được chứ? Mình không làm được. Ơ kìa, mày chạy đi đâu thế? Có một con chó mà mình biết vẽ. Chà, nhìn giống từ dog thì đúng hơn.
chắc chắn là mình sẽ vẽ được. Nhưng nhìn không thú vị lắm. Thật ra mình có thể xử lý nó đấy. Đầu tiên, biến chữ D thành cái tai. Thấy mặt con chó chứ nào? Nhìn cái mũi kìa. Giờ thì nó thành hình rồi. Và giờ là phần thân. Màu sắc thật sự làm nó trông như thật luôn. Cũng còn màu nâu đặc biệt dễ thương. Xong rồi á? Oh yeah. Cho tôi xem sản phẩm của các bạn nào. Dễ thương quá. Tốt lắm. Nhưng tôi vẽ siêu cún nè. Dễ thương lắm. Cơ mà trông nó kỳ kỳ sao á? Gina là người chiến thắng. Yes. Đến lượt em quay bánh xe rồi nhá. Khoan, gì cơ? Ok, được. Nhớ quay vào hình dễ thôi nha. Cún con, chắc không khó lắm đâu. Cô cũng phải tỏ ra đe dọa vậy sao? Được thôi. Ok, cún con, bắt đầu từ đâu đây? Thật may mình là người yêu động vật. Đầu tiên vẽ một hình tròn nè. Gì đấy nhở? Sao ta? Cô đang làm gì thế? Vẽ chó kiểu gì thế? Đúng rồi. Mình sẽ vẽ cái hình tròn nhỏ. Thế này đủ rồi này. Giờ thì vẽ các vòng bán nguyệt. Vẽ thêm mũi và đôi mắt long lanh. Bổ sung thêm một vài chi tiết. Cún con có đuôi nữa. Xong, cún dễ thương nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Sao em vẽ hay vậy? Cũng thông minh đấy. Còn tranh của cô đâu? Chà, nghệ thuật là chủ quan mà. Nếu em nheo mắt thì trông cũng giống con chó mà. Ghê quá à. Xem ai thắng nào. Wow, em thắng rồi nhá. Vui quá đi thôi. Mình có nhận được cún không? Mình mê cún nhiều lông. Ahem. Cái gì đây? Thế thôi ạ. Xinh đấy, nhưng em thích chó thật cơ. Cho cô nhá. Vâng, cô lấy đi. Tôi có một bông hồng rất đẹp. Và thử thách đầu tiên của các bạn, chúng ta sẽ vẽ một con ngỗng. Các bạn nghĩ mình sẽ vẽ đẹp hơn chứ? Này, wow, mình có thể làm được. Trông dễ thương ghê. Chà, giờ thì bắt đầu từ đâu đây? Đúng rồi, tất cả là do góc của cây bút thôi. Để xem cậu vẽ gì nào. Tôi muốn xem cách cậu vẽ. Được chứ? Đừng có che nữa. Chà, mình nên dùng gì ở đây nhỉ? Bàn tay này đột nhiên cho mình nguồn cảm hứng. Và mình biết dùng nó để làm gì rồi. Đầu tiên, viền xung quanh các ngón tay. Ngón cái là đầu. Và bàn tay là phần thân. Không được quên đôi chân dễ thương nhé. Thế cách mà màu sắc thay đổi mọi thứ chứ. Con ngỗng màu vàng tươi vui vẻ. Màu nâu rất hợp với đôi chân. Gần xong rồi. Được rồi, xem nào. Đây là con ngỗng, thấy không? Đến lần mình à, anh thấy sao nào? Cả hai đều khá đẹp. Con ngỗng này trông chất thật đấy. Tốt quá. Bạn muốn thi thố trong thử thách vẽ này không? Hãy tổ chức cùng bạn bè nhé! Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé! Đâu rồi ta? Abracadabra! Tôi có một bông hồng! Sao làm được vậy? Hay đúng không? Nó là thật đấy! Nhìn này! Vào đây đi bông hồng nhỏ! Tôi cũng cần thấy nó nữa Brian! Nhìn mấy cái cành hoa kìa. Tao nghe mày rất to và rõ. Bông hồng đang nói chuyện. Và mình đã được truyền cảm hứng. Xem cánh hoa đỉnh chứ kìa. Và màu sắc thực sự khiến nó nổi bật. Nhìn thấy kết cấu khác ở đây không? Giờ nó đã trở nên rất sống động trên giấy. Đừng bao giờ đánh giá thấp việc vẽ các nét đơn. Đơn giản nhưng rất đẹp. Giờ đỡ một chút bóng.
Bóng thật sự tạo nên sự khác biệt, nhưng sẽ mất thời gian, vậy nên phải kiên nhẫn nhé. Tất cả chỉ là đồ lại các đường nét và dấu chấm, cũng như lấp đầy các chỗ trống thôi. Và xong! Vừa kịp giờ! Cho tôi xem đi nào! Đẹp quá đúng không? Mình có phải được không? Mình chỉ có cành cây thôi. Chà, tiếc thật đấy. Brian? Sao cơ? Được thôi. Cậu có thể lấy bông hoa của tớ này Gina. Cảm ơn nhé. Phải làm cho nó sống động mới được. Xong. Đẹp lắm. Cứ như cả hai bổ sung cho nhau vậy. Tôi sẽ ghi vào sách cả hai đều thắng. Gần như thế. 1, 2, 3 xem ai qua bánh xe đi ạ. Được thôi. Woohoo, em thắng. Em quay bánh xe đây. Ủa, kéo không cắt được giấy sao? Thỏ con, phần này sẽ vui lắm đây. Rõ ràng kéo phải cắt được giấy chứ. Khoan đã, nhìn giống tay thỏ ghê này. Có ý này rồi, bắt đầu vẽ thôi nào. Vẽ kiểu này dễ hơn hẳn luôn. Đó là phần thân. Giờ đến bàn chân. Thỏ thì mê cà rốt nè. Vẽ mắt và miệng nữa. Màu hồng này rất hợp cho tai. Và cái miệng. Tô màu cho củ cà rốt nào. Và chút xanh lá. Vậy chúng ta có thỏ rồi. Nhìn xinh đó chứ. Wow, ấn tượng ghê. Mình phải nhanh mới được. Mình chịu áp lực không giỏi lắm. Ít ra cũng thấy củ cà rốt. Wow, cô lại thắng nữa. Giỏi quá tôi ơi. Dừng lại. Gì đây? Một chùm cà rốt á. Em thua vòng này còn vui hơn. Dùng làm đúc cũng giống phết. Tốt lắm. Chà chà, mắt mũi các cô cậu đâu rồi? Đúng vậy, che lại. Thử thách tiếp theo sẽ vui lắm đây. Được rồi, này. Đây là thử thách, thấy không? Yay! Đây là thử thách tuyệt nhất. Tụi mình rất thích Puppet. Mình biết là nó đúng kích cỡ mà. Màu đã sẵn sàng rồi. Một màu tím đến đây nào. Hàng màu tím đã xong. Cái gì thế? Xong xuôi. Cẩn thận. Ha! Biết rồi, phải nghiêm túc thôi. Brian, cái đó để làm gì vậy? Cậu sẽ thấy ngay thôi. Đúng vậy, tôi có dụng cụ. Và đây là cách mà nó hoạt động. Vẽ những dấu chấm nhỏ dọc theo cây gậy. Vẽ thêm hàng nữa. Và chuyển sang màu khác. Dùng tất cả các màu cầu vồng luôn nhé. Gần xong rồi. Và đây là lúc phép màu xuất hiện. Trước khi màu khô, hãy lăn cây gậy. Gina, xem này. Đó đúng là cách của nó đấy. Hay đấy. Mình của Brian, tôi gọi đó là kiệt tác. Hãy gọi tớ là chúa tể Puppet đi. Cảm ơn rất nhiều. Đến giờ nữa hả? Mình sẽ nghĩ ra gì nhỉ? Ta-da! Chúng ta có thể làm được mà nhỉ? À, không đúng. Gina, biết rồi. Đúng là một ý tưởng dở tệ. Yeah! Thấy không? Chìa khóa cho ý tưởng rất hay của mình. Wow! Mình sẽ làm gì đó khác cơ. Đầu tiên hãy bắt đầu đơn giản thôi. Sau đó, nối các đường thẳng. Chúng bắt đầu gắn kết với nhau rồi này. Giờ chỉ còn lại là những chi tiết nhỏ. Không thể là bàn tay nếu thiếu mấy chỗ này. Xong rồi chứ các bạn. Brian hết giờ rồi. Brian. Tranh đi ạ. Nó hơi
khó nói. Nhưng của Gina thì đúng là nghệ thuật. Thật chứ, mình là nghệ sĩ thực thụ. Còn của tôi thì sao? Đập tay nào. Thôi, xin cảm ơn. Thắng rồi, thắng rồi. Xin chào cả nhà, hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi. Cái này đơn giản như đang giỡn. Hồng là tên của vòng này đấy nha. Oh yeah. Đầu tiên là cốc giấy này. Mình thích nhất hồng pastel á. Con bé còn chẳng thèm đo nữa. Hình như là khoảng 12 cm. Và giờ tới phần ngon lành nhất. Tuyệt quá. Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow! Em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó, được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi, chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Hả? Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè, dạ. Wow. Nó biến hũ kem này thành hàng thật này. Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất. Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy.